Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa ở nhà các môn đệ đang họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn của người. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại bảo các ông: "Bình an cho anh em. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em đi." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Anh em, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Anh em cầm tội của ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày sinh của giáo hội. Chúng ta vui mừng, nhất là nhìn thấy nguyên cả đoàn mặc đồ thật đẹp. Chúng ta có thấy chiều hôm qua chắc có nhiều người đã dự lễ trao bí tích thêm sức cho 22 em bé, trong đó có 2 người lớn. Và chúng ta nghĩ rằng mỗi năm một lần chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần, cho nên Chúa Thánh Thần là người xa lạ, một năm đến một lần, một đời đến một lần trong bí tích thêm sức. Có khi chúng ta lầm, mỗi lần chúng ta làm dấu thánh giá là chúng ta rước Chúa Thánh Thần đến bằng lời tuyên xưng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và nên nhớ trong lịch sử giáo hội, nhất là dọc theo Kinh Thánh, những ngày đầu của Hội Thánh, Chúa Giêsu đã ban sự hào hứng cho các tín hữu bằng một chuỗi dài mà Thánh Luca mô tả là động tác của Chúa Thánh Thần. Dưới ngòi bút của Luca, chúng ta thấy chữ đầy Thánh Thần xuất hiện rất nhiều lần. Như ngay trong lòng mẹ, ông Gioan Tẩy Giả nhảy mừng vì được đầy Thánh Thần khi Maria đến thăm bà Elizabeth. Rồi ông Zacharia, cái ngài mà đặt tên làm phép cắt bì cho ông Gioan, ông bị câm mấy tháng rồi, thì Kinh Thánh mô tả lúc đó ông được đầy Thánh Thần, mở miệng ra và nói. Rồi chính Chúa Giêsu trong suốt 3 năm đi truyền đạo, Luca luôn luôn nói ngài đầy Thánh Thần. Sau khi về trời, hôm nay chúng ta nghe đoạn phúc âm tôn lặp lại nữa, Chúa cũng chúc nhận lấy hơi thở của Chúa là Chúa Thánh Thần. Rồi sau khi Chúa về trời để chọn các ông phó tế, thì các tông đồ họp nhau lại chọn được 7 người. 7 người đó có bằng cấp, có danh vị không? Họ nói 7 người mà họ xét thấy đầy Thánh Thần, vân vân và vân vân. Cho nên Chúa Thánh Thần có mặt luôn luôn, chứ không phải là người khách lạ. Không phải một năm chúng ta mừng một lần, hay một đời chúng ta nhận ơn Chúa Thánh Thần là 7 ơn mà chúng ta gọi là ơn 7 nguồn. Tức là từ cái ơn đó sinh ra những ơn khác. Ngày hôm nay chúng ta vui mừng đón ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng nếu Chúa Thánh Thần không đến thật sự, chúng ta ôn lại chuyện tuần trước, lễ Thăng Thiên. Nếu không có Chúa Thánh Thần đến, thật mỉa mai. Các tông đồ, các môn đệ, tức là cái nhóm 12 người và 70 mấy người nữa, đi theo Chúa 3 năm, thấy bao nhiêu sự lạ Chúa làm. Vậy mà đến lúc sắp chia tay
không có Chúa Thánh Thần thúc đẩy, mấy ông vẫn đòi cái gì? Tiếp tục mân mê, nuôi dưỡng cái mộng quyền hành thế tục. Mới hỏi Chúa, thưa Chúa, chừng nào Chúa lập quốc để chúng con, người làm bộ trưởng, người làm thủ tướng? Tội nghiệp thật. Chúa đâu trả lời. Chúa nói khi nào nhận lấy ơn Chúa Thánh Thần thì sẽ biết. Đúng. Quyền năng Chúa Thánh Thần đến thật. Và quyền năng đó có những tác dụng sau đây. Tôi tóm tắt lên. Cuộc đời tôi ít có để ý tới những hiện tượng thiên nhiên, cho đến lúc có người trong tù dạy tôi cái câu: khi sơn khi lâm, mạc khi thủy. Chúng ta có thể coi thường núi, coi thường rừng, nhưng đừng coi thường nước. Vì cái năm tôi được thả tù về, nước đã làm sập cái tòa nhà ở nhà dòng mái thôn. Tòa nhà 2 tầng, dài 50 thước, lăn cù xuống sông Sài Gòn. Có 5 thầy dòng chết. Lúc đó tôi mới nhớ lại cái câu mình học: khi sơn khi lâm, mạc khi thủy. Nước mềm mại, êm ái, giúp chúng ta sống, tẩy sạch thân xác chúng ta. Nhưng đáng sợ khi nó bào mòn, lúc nào không hay. Đi ra bờ biển thấy những cục đá tròn, nước bào mòn. Rồi tôi lại được học thấy đại phong hữu phạ, có nghĩa là gió lớn càng đáng sợ hơn. Mà đúng, cái năm tôi chuẩn bị trốn đi khỏi Việt Nam, bão Linda đến miền Nam Việt Nam. Tôi không bao giờ quên cái tên đó. Bão đến, gió mà thôi, ai cũng thích gió, nhưng trừ ra những buổi lạnh như thế này, tôi thấy khép bớt cửa vì sợ gió. Mà tuần rồi tối thứ năm, gió mạnh đến mức độ nguyên cái tấm gỗ đó đó, nó sập cái rầm xuống. Gió khủng khiếp. Gió ở cơn bão Linda là một cái cơn gió thổi tương đương với chiếc xe hơi chạy 200 cây số giờ, rồi xò tay ra thì sẽ biết gió nó ra làm sao. Nó có thể thổi méo mặt mình ấy, 200. Và như vậy thì gió đáng sợ. Cho nên trong bài đọc 1 hôm nay chúng ta nghe có sức lay động như là động đất rung chuyển cả nhà, rồi có sức gió, rồi cuối cùng có lửa xuất hiện. Cái đáng sợ hơn gió là lửa. Tôi không cần nhắc lại, ai cũng biết, nếu không có lửa chúng ta cũng không sống được. Nhưng nếu lửa hơi quá một chút thì chúng ta biết cái gì xảy ra. Cho nên Chúa Thánh Thần đến với dưới hình thức hơi thở, gió, lưỡi lửa trên đầu, có nghĩa là Ngài có sức lay động, lay chuyển thật mạnh. Có những tâm hồn rất cứng cỏi, hay là ngược lại, có những tâm hồn rất nhút nhát như các tông đồ vậy. Nhưng có ơn Chúa mở cửa ra đi giảng đạo. Và ông Phê-rô đã từng chối Chúa, Chúa về trời rồi chắc cũng vẫn nhút nhát, cho nên không cho các ông khác mở cửa vì sợ người Do Thái vào tóm cổ đem đi giết. Nhưng khi có ơn Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng ta nghe các ông mở cửa ra đi giảng đạo, đi loan báo tin vui rằng Chúa Giê-xu mà tôi tin đã sống lại rồi. Ông Phê-rô can đảm đứng trước tòa án Do Thái và nói: tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn các ông. Đánh mấy chục roi Phao-lô cũng vậy, cũng không chừa. Cuối cùng người ta giết chết. Đó là sức lay động. Những người nhút nhát thành can đảm, những người kiên cường như Phao-lô trở thành mềm mại để trở lại với Chúa. Tôi thích cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, dòng Chúa Cứu Thế dạy Kinh Thánh. Tôi được học với Ngài có 1 năm rồi, không bao giờ quên những bài học của Ngài. Nhất là Ngài nói về Thánh Phao-lô. Ngài nói một con người cứng đầu cứng cổ, kiêu căng tự hào rằng mình là người biệt phái, cho nên những đạo khác phải diệt hết.
và Ngài đã xin được trác tòa để đi bắt bớ những người Kitô hữu bỏ tù, xử tử. Người rất kiên cường như vậy mà cha Thuấn nói, đến một ngày trên đường Damas, Chúa đã thò tay tóm cổ ông vật xuống đất. Từ đó ông thay đổi, tức là cái sức lay động thật khủng khiếp. Hãy nhớ lại đi, tôi cũng có biết một trường hợp hai gia đình đã kể trong nhà thờ cũng ngày lễ Chúa Thánh Thần này. Trên tàu đi vượt biên, gia đình này thù gia đình kia đến mức độ nếu có thể giết được là giết, là vì một gia đình còn nước còn tí bánh lương khô mà gia đình kia có đứa nhỏ khát nước sắp chết, họ không chịu. Thù đến mức vậy đó, rồi đem ra có hai muỗng cho đứa bé thì cũng là thi ân rồi, nó còn sống. Nhưng cái cơn mối thù vẫn tiếp tục nuôi gần 20 năm. Sức lay động của Chúa Thánh Thần trong ngày lễ hôm nay giống như vậy. Hai gia đình đứng lên bắt tay nhau, nhất là gia đình đã ti tiện, hà tiện không chia một chút nước cho em bé, còn gia đình đã thù suốt 20 năm lại ôm nhau mà khóc. Tôi tin rằng cái sức lay động đó từ bên trong đến thật mạnh mà chúng ta không kháng cự được đâu. Cái tác dụng thứ hai của Chúa Thánh Thần là chuyển thông. Khi nhận được một điều gì không giữ riêng cho mình và đi để truyền cho người khác, nói cho người khác cái niềm vui mà mình đang có, chia sẻ với người khác, nhất là chia sẻ gương mặt của mình, một gương mặt hân hoan, vui vẻ, vì chính mình biết mình tin vào ai và đấng đó là người duy nhất đã thắng được cái chết. Cho nên hôm nay chúng ta mừng những điều đó, quyền năng Chúa Thánh Thần hôm nay vẫn đến, thưa quý vị, nó trong lương tâm quý vị đó. Khi lương tâm vẫn còn tiếng nói để nói điều này sai, đừng làm. Có thể chúng ta vẫn chưa nghe, chúng ta bị cám dỗ do ba thù thế gian, ma quỷ, xác thịt làm chúng ta té ngã, nhưng tiếng nói đó vẫn tiếp tục nói. Như vậy là Chúa Thánh Thần trong tâm hồn mình. Tiếng nói nào đã giữ được những cặp vợ chồng qua những thăng trầm của cuộc sống mà sống với nhau? Tôi không nghĩ là đam mê xác thịt đâu. Một giai đoạn nào đó chúng ta gọi là lúc đầu bắt đầu bằng chữ tình, sau này tiếp tục sống với nhau bằng chữ nghĩa. Cái tình có thể lúc đầu thì bởi vì người nữ thì còn xinh đẹp, da căng ra hồng hào, còn người nam thì khỏe mạnh, trai tráng, tài ba, gánh vác hết. Nhưng mà rồi 20 năm, 30 năm nhìn lại, người nữ nó eo ọt đi. Cho dù có căng, có kéo, có cắt, có ủi đi nữa, nó vẫn nhăn. Cho nên tôi nhớ chuyện cười để đỡ căng thẳng. 50 năm mừng đám cưới xong, ông đã đi chuẩn bị mua cho bà một cái áo ngủ tuyệt đẹp, very sexy. Con cháu về hết rồi, nói em cầm cái hộp này lên phòng ngủ rồi em hiểu phải làm gì, bởi vì trong nhà chỉ còn hai ông bà thôi. Thế là bà mặc vào, bà thấy hơi xấu hổ vì nó mỏng quá. Rồi bà ton đi cầu thang xuống. Ông ấy nhìn lên, ông nói lại Chúa tôi, cái tụi nó bán áo cho mình nó quên ủi. Ông ấy thấy bà nhăn nheo, ông tưởng áo nhăn. Cái quyền năng nào đã chuyển thông cho hai người biết tha cho nhau, biết cảm thông, biết chấp nhận để sống cả đời với nhau? Tôi tin rằng quyền năng Chúa Thánh Thần có sức chuyển thông. Cho nên hôm nay chúng ta mừng lễ đó, mừng lễ gọi là có sức lay động tâm hồn, có sức chuyển thông. Xin hãy đi rao giảng tin mừng, không phải bằng lời nói, bằng cách sống của mình. Mặc dầu nó như một giọt nước bỏ vào biển, nhưng vẫn có.
xin hãy là bắt đầu từ đâu? Từ trong gia đình mình trước. Quyền năng nào đã thúc đẩy một cô gái nữ tu trẻ người Albany sinh ra khỏi nhà dòng? Lúc đó gia đình và xã hội kết án bà này không bề đổ trong dòng. Bà mẹ Teresa đó còn trẻ lắm, ra khỏi dòng để được lăn lộn ngoài đường phố ở Ấn Độ, đặc biệt ở Calcutta, lo cho những người nghèo cho tới lúc bà ấy chết. Sức mạnh nào đã đưa bà vào tháng 4 năm 1994 đến Việt Nam để xin mở chi nhánh hội dòng ở Việt Nam? Tôi không bao giờ quên ngày đó là ngày 9 tháng 4 năm 94, trong nhà nguyện của nhà thờ Mai Khôi Tú Xương của các cha Đa Minh. Tôi nhìn qua, tôi đi dự lễ, tôi nhìn qua thấy bà Teresa Calcutta với hai bà sơ Ấn Độ nữa. Tôi nhận ra bà già thì tôi thấy rồi, nhưng hai bà trẻ hốt hồn tôi. Người Ấn Độ nó đẹp khủng khiếp, nhất là đôi mắt thâm u. Rồi tôi quay qua tôi nói với mấy em trong ca đoàn Mai Khôi, bà mẹ Teresa kìa. Tụi nó không phải đâu. Sao lễ kéo ra chặn đường, gan vậy đó. Chặn đường bà già thì ít, tôi cố ý ngó tận mặt hai bà trẻ. Trời ơi đẹp thật đó. Nhưng mà rồi lúc chúng tôi súng nhau, bởi vì mình cá độ mà hỏi cái này phải bà Teresa Calcutta không, tại sao bà sang đây được. Hình thì mình nhìn trên báo rồi. Tôi dùng tiếng Anh còn nghèo lắm của mình mới hỏi, "Are you Mother Teresa?" Bà nhìn tôi, bà cười, bà nói, "No, I'm not." Chết mẹ, quên rồi, thua. Mấy tụi kia nó nói, "Thầy thua rồi." Cái bà cười, bà nói, "I am a little pencil in God's hand." Dễ thương. Đó là bút hiệu của bà. Tôi là cây bút chì nhỏ nhỏ vẽ lên gương mặt người nghèo của Thiên Chúa để thế giới nhìn thấy mà thương họ. Khi nghe cái đó ai cũng biết đó là bà Teresa Calcutta. Sức mạnh nào đã dẫn bà đi suốt một cuộc đời khá dài lo cho người nghèo? Sức mạnh nào đã thúc đẩy một vị dòng nữ tử bác ái mà người cùi bến sắn gọi là dì hai bến sắn, suốt đời lo cho người cùi trong trại cùi, vân vân. Chúng ta thấy phải có sức mạnh, có sức chuyển thông của Chúa Thánh Thần chứ. Vậy hãy nhìn lại trong tâm hồn mình. Hôm nay xin đừng để Chúa Thánh Thần là người xa lạ. Mỗi lần làm dấu thánh giá, xin chỉ cần ý tứ thêm một chút, con đang mời Chúa Thánh Thần đến đủ rồi. Và chịu khó, tất cả những nghi thức giáo hội đều bắt đầu bằng cầu xin Chúa Thánh Thần. Chịu khó khi hát những lời kinh đó, hãy hát với tâm tình nài xin thật. Đừng chỉ hát, chỉ ca trên đầu môi chót lưỡi. Xin chúc cả đoàn, xin chúc gia đình có hai người cầm tay nhau đi nửa thế kỷ vẫn bình an hạnh phúc cho tới bây giờ. Xin chúc tất cả mọi người ngày sinh nhật của Hội Thánh được niềm vui, nhất là những gia đình có con em nhận bí tích thêm sức hồi tối hôm qua.